tình yêu Chúa. Ba ngôi tuyệt mỹ khôn lường, nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hà. Vì từ đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Ôi tình yêu nhiệm màu những say đắm, lặng thầm những mãnh liệt. Ôi tình yêu hơn cả sự chết, con mong manh cát bụi phàm trần, hạt cát qua nhỏ nhoi muốn chìm vào trong đáy biển khơi. Tình là tình yêu Chúa, ba ngôi tuyệt mỹ khôn lường, nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương, vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trao dâng muôn câu hát, muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hai hà. Vì từ đây Chúa là của con, và con đây cũng thuộc Chúa luôn. Ôi tình yêu mọi chiều ai đo thấu, nồng nàn hương kéo mời. Ôi tình yêu hơn cả mạng sống. Chúng con kính chào đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Kính thưa đức cha, quý cha và cộng đoàn, theo sắc lệnh về thân tâm và thức nghi đời tu số 17 của Thánh Tông Đồng, thì tu bộ của các tu sĩ là dấu chỉ của việc tập hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và phân biệt với lối phục sức theo thói đời, nên tu bộ phải giản dị, khiêm tốn, khó nghèo và chỉnh tề. Hơn nữa, tu bộ phải phù hợp với sức khỏe và thích nghi với hoàn cảnh thời gian, không gian cũng như nhu cầu chức vụ. Cùng ý nghĩa đó, dưới sự chuẩn nhận của giáo hội thông qua đức cha Anton, đấng bản quyền của tu hội chúng con đã cho phép tu hội chúng con bổ túc vào bộ tu phụng của mình là việc ngồi lúc trên đầu. Do đó, trong giờ kinh chiều này, tu hội chúng con long trọng tổ chức nghi thức trao nhận lúc và nhắc nhở chúng con thuộc về Chúa Kitô và tu hội các xuân mãn và tròn đầy hơn. Cũng có người nói có lẽ là cái lúc là muôn người kim chữ chữ lấp che lấp khăn che che lấp, để từ cái chữ lấp ra nó ngày ngày nó biến trạng thành hết chữ lúc. Cái này thì người ta giải thích thế thôi, chứ cần mở cái chỗ điển để tìm hiểu cái ý nghĩa của chữ lúc thì có giải thích về nguyên ngữ của cái chữ lúc. Thế thì chị em biết rằng là chị có những ký ba chị ký đại khái là trong cái đơn vị liệu nó cho biết nó sơ qua cái lịch sử năm 1949 nó là một cái phong trào đạo đức, đến năm 1969 là tu bộ lời của cái giáo phẩm này, đến năm 1991 chính ông trưởng có tình nguyện từ tu hội đời sang tu hội đời sống cộng đồng, gọi khác là tu bản
cái bước chúng ta căn cứ vào đó để làm xã hội, để có cái tình nguyện, để tiếp tục trong công việc của mình. Và trong cái tình nguyện thì cũng có khi đó là cái dấu chỉ của đời sống chúng ta, rồi cũng thăm dò ý kiến đa số dân không có chấp thuận việc đổi lúc, và cái không chấp thuận đó là chính đáng vì hiểu đây là tu hội của đời. Sau rồi tôi đưa những cái bằng chứng để chứng minh đã trở thành tu đoàn tông đồ, đã trở thành tu đoàn tông đồ.
truyền giáo, tin cậy vào sự trợ của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Em tên Anna Trần Thị Mai Hoa. Em tên Anna Trần Thị Thiên Bình. Chúng em xin chỉ cho chúng em được vào giai đoạn thử luyện thứ hai để tập sống hiến mình cho Thiên Chúa theo linh đạo của tu hội nhập thể Phật hiến truyền giáo và để hoàn toàn theo Chúa Kitô và phụng sự người. Amen. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trong ngày tân hiến hát khúc tạ ơn tiến vào thánh điện rực rỡ vinh quang, ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Chúa gọi con đi, và này con xin đến dâng Chúa con người của con,
năm tháng đoàn thể sắt son, nguyện trọn đời hiến dâng. Hân hoan trong ngày tân hiến, ngày tân hiến hát khúc tạ ơn, tiến vào thánh điện, thánh điện rực rỡ vinh quang, ca vang ân tình của Chúa. Tình yêu Chúa ấp ủ đời con, Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Tiếng gọi trong tim và này con xin đến, con đến thi hành ý Cha, dâng hiến tâm tình thiết tha, nguyện một đời chứng nhân. Và này con có Chúa song hành với con sẽ không sợ khó nguy, vì một niềm tin chung. Hân hoan trong ngày tân hiến hát khúc tạ ơn, tiến vào thánh điện rực rỡ vinh quang. Ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con, Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Trong cõi lòng lời ý Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp chung mang tiếng khoát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Con chẳng trông mong gì lời Chúa, con van xin mơ ước một điều, được trọn đời tận hiến yêu thương trong thánh điện đây, sướng vui ngập tràn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng. Lời ý Chúa con mơ ước ngày đêm, điệp chung mang tiếng khoát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao, có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây ngài. Khi đời con chân gieo vắng tin mừng, từng bước ngài dìu dắt con đi, ôi Chúa tình yêu mến thương ngập tràn.
Chúa gọi con lên hàng nghĩa thiết, tâm tư con reo vang ca mừng. Từng bước đời tận hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà trời, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngời bao huyền diệu. Ngất ngây trong cõi lòng, lạy khi Chúa con mơ ước ngày đêm. Điệp trùng mang tiếng hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy ngài. Điệp trùng mang tiếng hát kinh dâng đời, Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cậy con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm. Sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa hiến trọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa trời. Xin cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa vô vàn. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Bao la tình ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đêm tối vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình, nguyện xin
Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi. Hạnh phúc con là Chúa giáng hiền. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố vắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát đã thương cho một số chị em sắp kết liễu.
càng bị đứt ra. Anh bảo được cứ để vào. Thank you.
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem ơi,
dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi. Tôi xin nói với từng người trong anh em, đừng đi quá biết khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Mỗi người tùy theo lời đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sự khác nhau, tùy theo ân sự Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Được ơn làm môn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai vân vác thì phải chân thành. Ai chủ tòa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm điều bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bồi. Anh em hãy gửi nhắc điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau đến tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nào, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy khuyên mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn thuyết pháp gian truân và chân cần giàu nghiệp. Hãy chia sẻ với những người trong nhân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bề những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại gửi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Chị em hãy luôn biết được tin tưởng đúng
thấy cô độc, bị lạc bỏ, khô cằn, không được chú ý. Chúng ta thì đứng nhìn về tập giá, bất kỳ quyền lính nào của giáo hội đều ở nơi đó, nơi mà đấng là Chúa đã trở thành thầy tớ, đến độ tận hiến hoàn toàn thân mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở chung tất cả các tu sĩ về đặc tính giáo hội của đời sống thánh nhân. Và nói, ơn gọi của chị em là một đoàn sự cơ bản đối với hành trình của giáo hội. Và một người nam nữ thanh niên không thể không có cùng cảm thức với giáo hội. Sự đồng cảm này được biểu lộ trong niềm trung thành với huấn quyền của hội thánh, hiệp thông với các vị chủ chân và với người kế nhiệm thánh Phêrô là giám mục Roma, dấu chỉ hữu hình của sự kiện nhất. Anh chị em tu hội nhập thể tận biến chuyển giáo được nhiều người thương mến nhờ cung cách thiêng sống của cụ gắn bó với giáo hội địa phương như trong một gia đình. Thánh Francisco Assisi là người rất yêu mến hội nhập nhập thể, được biết việc làm mắm cỏ một lễ Giáng sinh khởi đầu từ thời Thánh Francisco. Hiến pháp của tu hội Israel ghi nhận trong mỗi phút giây của cuộc sống, người tận hiến khao khát nên đồng hình đồng cảm với con Thiên Chúa nhập thể để trở thành con người tôn thờ và yêu mến Chúa Cha và cộng tác vào sứ mệnh cứu chuộc nhân loại của Đức Kitô. Thành viên Israel bắt chước Đức Maria sung sướng đón nhận lòng thương yêu lạ lùng của Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Con xin Francisco tận hiến là cho đi tất cả. Thánh Francisco Assisi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thái đạo, nhưng nhờ ơn Chúa đã từ bỏ tất cả để tận hiến cho Thiên Chúa, noi gương Đức Giêsu Kitô sống đơn sơ khó nghèo, phục vụ người nghèo nhằm định hướng cho việc cải tổ giáo hội thời đó. Mọi người trong giáo hội hôm nay đang hy vọng vào Đức Tân Giáo Hoàng muốn cải tổ giáo hội theo tinh thần của Thánh Francisco Assisi. Missio truyền giáo. Đức Thánh Cha Francisco muốn mọi thành phần trong giáo hội hôm nay dựa vào hành động cụ thể hơn nữa về chủ trương giáo hội của người nghèo nhằm mục tiêu truyền giáo cho thế giới hôm nay. Cha Việt An vẫn sáng lập tu hội đã viết: Cha quyết định lập tu hội cần hiến để truyền giáo cho đồng bào Việt Nam và cho các dân tộc ngoài Việt Nam. Do chính bản chất của một hội nhập thể tận hiến, việc tông đồ truyền giáo của Israel được định nghĩa là tình yêu tận hiến cho Thiên Chúa trở nên sâu xa và sung mãn đến nỗi phải chia sẻ cho người khác, là sự tràn ra do bên ngoài của đời sống nhất của ở bên trong. Hiến pháp của tu hội ghi nhận cụ thể: Ối tượng ưu tiên của người cần hiến là dấn thân không so đo tính toán vì người nghèo và cho người nghèo, phục vụ những người nghèo thể xác và tinh thần, những người tội lỗi, ghét đạo, bỏ đạo và anh chị em lương dân. Đây chính là đặc sự và mục đích riêng của Israel. Hôm nay quý già quý khách nhìn thấy một dấu hiệu mới của đời sống thánh nhân nơi các chị em Israel, đó là cầu phúc. Năm 1949, cha Việt Anh sáng lập tu hội. Lúc đó là những phong trào đạo đức. Năm
1969 được công nhận như một tu bổ thờ của giáo phận Đà Lạt. Đến năm 1998 được đưa ra một giáo phận phê chuẩn hiến pháp của Israel như một tu đoàn đời sống công đồ, gọi tắt tu đoàn công đồ. Như thế về mặt giáo luật, từ năm 1998 không còn là tu hộ đời nữa mà là tu đoàn công đồ. Việc đầu lúc là dấu chỉ bên ngoài của một tu sĩ, chẳng hạn như các nữ tử bác ái của tu hộ truyền giáo Thánh Minh Sơn cũng là tu đoàn công đồ. Để theo đơn tình nguyện của ban điều hành tu hộ nữ Israel, sau khi đã tham khảo ý kiến và được đại đa số chị em đồng thuận, Đức Giám mục Giáo phận đã ký quyết định phê chuẩn tình nguyện thêm lúc đồng bào vào tu hiện nay của chị em Israel. Tôi xin thay mặt chị gia và quý khách chúc mừng chị em gia nhập lần đầu vào tu viện hôm nay, chúc mừng chị em nữ Israel nhân dịp tổ chức tu bổ sứ hợp các thành viên của tu đoàn đời sống hồn hồn nhập thể tận biến trường đạo. Tổng đoàn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần.
cậy vào sự trợ giúp của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tôi tên Teresa Nguyễn Hoàng Thanh Thảo. Kính xin chị tổng phụ trách cho tôi được gia nhập tạm thời vào cơ hội nhập thể lần hiến truyền giáo trong thời gian một năm. Tôi cũng xin được ơn trung thành với đặc sủng của tu hội và tuân giữ những lời thánh tư, khiết tịnh, khó nghèo và vân phục trong một năm theo hiến pháp của tu hội. Amen. Kính xin chịu tận phụ trách cho tôi được sao mà
con này xin cha đoá nhìn đến các nữ tình của Chúa đây. Hôm nay trước mặt hội thánh, các chị cam kết gia nhập lần đầu vào Chúa hội và giữ các lời khuyên phúc âm để bước theo Đức Kitô trong lý tưởng nhập thể thần hiến chỉnh giáo. Nguyện xin cha thương cho đời sống của các chị làm minh danh cha, đồng thời hữu ích cho toàn thể muôn dân. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lời xin vâng, Thánh cả Giuse và các thánh chuyển cầu cho các nữ tình cha đây được ơn trung thành sống đứng lời các chị cam kết hôm nay trong tinh thần tin yêu phó thác và phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
phép và ban phúc lành trên những huy hiệu này là điều ghi hầu nhiệm tập thể thần hiến nơi Kinh Đô đã hoàn tất trên thập giá và còn được cử hành hàng ngày trong quý tích yêu thương. Xin Chúa ban cho những ai mang huy hiệu này được trở nên nhân chứng cuộc đời thần hiến của Đức Kitô trước mặt muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Các em hãy nhận huy hiệu gia đình quy tụ này và hãy lấy tất cả đời sống mình mà chứng tỏ là điều các em đã chuyên cần bảo quản. Nghi thức gia nhập nữ tiến, gồm việc cắn xin đọc lời cam kết, lời cầu nguyện của chủ tế, làm phép và trao nhẫn và chào chúc bình an. Trọn đời theo hiến pháp của Chúa. Amen.
Tiếp theo là lời cầu nguyện của cho các thành viên. Kính mời cộng đoàn đến. Thầy Chúa là Cha nhân từ, chúng con khẩn khoản lại xin Cha ban lửa thánh thần xuống trên những con cái Cha đây để nuôi dưỡng quyết định nhiệt thành mà Chúa đã khơi lên trong lòng họ. Thầy Cha xin cho được sáng lên trong các nữ tình của Cha đây ánh sáng của những đức rửa tội và đời sống trong sạch. Xin cho các chị được niềm tâm sống hiểu nhất với ba ngôi vì các chị đã liên kết với Chúa bằng những lời cam kết. Xin cho các chị được trung tín sống với bản chân tâm duy nhất là Chúa Kitô đấng cả sống thiết tình áo nghèo và công phục trở nên gương mẫu mọi đời sống thánh thiện. Xin cho các chị biết yêu mến hồng thánh là hiền mẫu và lấy tình thương yêu mến mọi người để nhắc nhở họ điều hạnh phúc trên trời. Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin thương hướng dẫn và ban bố các quyết định của Cha trên đường đời để khi đến trước tòa con Cha, các nữ tỳ Cha nghe được những bản chân ngôn dịu dàng mời gọi vào dự tiệc cưới trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta sẽ tàn trao lẫn kiếm thời vào đoàn ngồi. Chúa xin chúc lành và thánh hiến cùng chiếc thánh này và tôi hứa Chúa sẽ mang luôn mãi để trong đời sống tận hiến theo Chúa thì cũng được sống hiểu nhất với người như bản trăm năm trong cuộc sống hôn phối hạnh phúc điều diệu nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
ngày giáo hội mừng lễ mẹ thăm viếng và cũng là ngày được gia nhập lần đầu và gia nhập vĩnh viễn vào công đoàn đời sống công đồ đặc biệt tận hiến truyền giáo. Chúng ta cùng nguyện xin thank you.
xin nhớ đến các tôi tớ của Chúa là cha Mikae, cha Đức Tu, Tu Vàng đã qua đời. Chúng ta gọi các khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông Lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng công nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Thank you.
cũng bị ở trong cái bí hạt trọc. Vừa làm cho hội thánh được không ngừng phát triển. Chúng con cầu
xin là Đức Kitô của chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho chị em được vững mạnh trong đời sống đức tin và kiên trì khi gặp gian lao đau khổ. Amen. Xin Chúa Giêsu Đấng đã kêu gọi chị em bước theo Người, ban cho chị em biết thể hiện trong cả đời sống màu nhiệm Người đã chết và sống lại. Amen. Xin Chúa Thánh Thần dùng lửa thiêng cảnh nguyện làm chị em sạch mọi vết nhơ tội lỗi và làm cho cháy lửa yêu mến Thiên Chúa. Amen. Tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Cho ngày hôm nay
viên của tu đoàn Ba Em. Chúng em biết chỉ cả rất vui mừng, nhưng rất tiếc là hôm nay chỉ cả không thể được diện để có thể chung vui với chúng em. Chúng em luôn hướng về chị với niềm tri ân cảm mến. Chúng em cầu chúc chị tràn đầy sức khỏe và lòng ân của Chúa để chị tiếp tục sống và dìu dắt chúng em bước theo chân vị sáng lập là anh trưởng Mikael hiện nay. Niềm vui hôm nay được tròn đầy hơn khi chúng con thấy sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách đã không quản ngại hy sinh thời giờ và công việc để đến với hội đoàn chúng con. Chúng xin niềm vui được cho sự thay đổi và phát triển của hội đoàn. Cầu nguyện cho các em thân thân hôm nay được ơn trung tín, gần chung và yêu mến. Nghĩa cử này chúng con xin ghi sâu với lòng biết ơn. Chúng con cũng xin bày tỏ lòng tri ân đặc biệt tới gia đình Trương và quý cha của tu hộ Nam Israel, quý cha xứ, quý cha giáo, quý phổ huynh thân sinh và quý khách của tất cả mọi người trong các mối tương quan đất này hay đất khác đã giúp đỡ tu hộ chúng con. Quý cha và quý vị luôn cầu nguyện và cộng tác với tu hộ chúng con trong việc vun trồng các đơn hồn. Con cháu chúng con có được hôm nay là bao công sức và sự hy sinh cao dày của quý cha và quý vị hôm nay. Và hôm nay quý cha và quý vị đã đến để chung vui với chúng con, xin tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng con. Kính thưa quý cha, quý cha, quý cư sĩ cao tử và quý khách, trong việc tổ chức ngày lễ hôm nay, chắc chắn chúng con còn nhiều thứ tu bổ. Tu và chúng con xin đón nhận tất cả những lời góp ý xây dựng và tấm lòng vị tha của quý cha, quý cha, quý cư sĩ cao tử, quý phụ huynh và quý khách dành cho tu và chúng con. Một lần nữa, con xin thay mặt cho chị em trong tu đoàn, gia đình các chị em ra nhiều lần đầu và những điểm tin, ghi nhận và tri ân những ân tình, sự hy sinh và tình thương của Đức Cha, Quý Cha, Quý Cư Sử Nam Tử và Quý Cha đã dành cho tu đoàn chúng con hôm nay. Và để bày tỏ lòng tri ân, chúng con xin dâng lên Đức Cha những bông hoa tươi thắm, nói trọn lòng biết ơn và tình cảm sâu xa của chúng con. Xin Đức Cha trong sắc đau đớn, hỗn thân và vô thông như đại hồn.
chúng con mong ước và được Chúa tỏ thương trước lòng. Thân quen chúng con được thân hoan tiến lên toàn thống gây những trọn đời cho Thiên Chúa. Ôi, phút giây thật huyền diệu, linh thiêng và cao cả. Xin được cùng mẹ Maria rất cao lòng cảm tạ. Linh hồn tôi được Thiên Chúa và thần trí tôi vẫn ở vui mừng vì Chúa đã đón nhìn đến phật hèn lớn tình của Chúa. Ý thưa quý vị, chúng con được cảm nhận được rằng con em chúng con có được giữ phút như ngày hôm nay trước ngày nhờ tình thương bao la của Thiên Chúa, đồng thời cũng là do biết bao công khó mà quý vị đã dành cho con em chúng con trong yêu thương và hy vọng. Giờ đây cũng trước mặt đất cao cả ấy, chúng con chỉ biết cúi đầu cảm tạ tri ân và tri ân. Nguyện xin Chúa ban ơn phúc lành, niềm vui và sức khỏe để quý vị tiếp tục làm cho vườn hoa cô đoàn ngày càng thêm khởi sắc hơn. Trong những hoàng phúc này, chúng con cũng xin được chân thành cảm ơn tất cả quý nhân dân, thân nhân và bạn hữu đã thành tình giúp đỡ để chúng con em chúng con được lớn lên trong ơn gọi. Xin Chúa trả công bổ hậu cho chúng mình. Đúng thưa Đức Cha, Đức Cha, Đức Cha sĩ đang giữ ứng, Đức Thù và Bạc Bạc. Chúng con luôn xác định rằng, nhiều vui hạnh phúc và vui mừng cho con em chúng con trong ngày thánh thống hôm nay. Không chỉ là thế, nhưng mà là động lực giúp thường trùng của người công đồng chúng tôi đâu. Vì thế, xin Đức Cha, Đức Cha, Đức Thù và Cộng Hoàng tiếp tục nâng đỡ và đồng hành giúp con em chúng con luôn được trung thành với ơn gọi mà Chúa đã thương ban hôm nay. Và giờ đây, với những vân hoa tô thắm và với tràn pháo hoa và lực và đồ lòng biết ơn, xin con em dù tạo vật chất, dù tạo đại dụng, tương đoàn, tạm biến, với chúng tôi thì vô làm có lợi. Và bản chúng con xin chân thành cảm tạ. Thank you.
con từ ngàn xưa. Một tình yêu tràn dương và cho con đi làm đưa sông chiếu soi chân sao. Cho con xây tình lên và này con xin. Lấy gì cảm ơn? Biết lấy chi bao đền? Mong ơn Chúa cao ơi, Chúa đã làm cho con. Trao cho con đời Chúa, dù đời con hèn luôn, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho.
tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi. Yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi.